rồi. Rồi hả? Rồi đúng không? À rồi, vẽ này đi. Em Tất cả rồi đúng không? mấy thằng kia không biết. Lộc, Ngọc, Công, Như. Rồi, chúng ta sang bài 29 các bạn. Các bạn lấy vở viết đã. Have a chew, don't have a chew. Lấy vở ra viết tiếp, ngữ pháp vào. Ok cô. Rồi, viết. Have a chew, don't have a chew. Have a chew, don't have a chew này. Viết cho cô. Have a chew. Have a chew là phải. Nó bằng với must. Don't hoặc là doesn't. Doesn't have a chew. Have a... Bực mình cái bẩn, một cái nút của cô nó bị liệt. Cộng với, nhớ cái này cộng động từ nguyên mẫu nha. Have a chew nhớ cộng với động từ nguyên mẫu đó. Rồi là không cần. Không cần. À, trong khi cái từ mất dần các bạn, mất nó thì viết tắt là mất dần là không được. Không được phép. À, không được phép. Ghi vào. Have a chew cộng động từ nguyên mẫu là phải. Nó bằng mất. Nhà must nó cũng động từ cộng với động từ nguyên mẫu cho cô nghe chưa? Must dần cũng là cộng với động từ nguyên mẫu luôn. Mà không được phép làm gì đó. Không được phép làm gì đó. Ghi vào. Một cái là phải, một cái là không cần. Không cần thiết á. Không cần thiết phải làm. Không cần thiết. Cái nút cái chữ E của cô bị liệt rồi. Không cần thiết. Còn mất dần là không được phép làm.
quay trở lại vở nào con. Con quay trở lại sách nào. Học thuộc cái nha. Vậy lúc cô hỏi là không nhớ một cái gì đâu. Rồi các bạn, bài 29 nào. Bây giờ hãy điền chỗ trống với have to hoặc là don't have to. Câu nào dấu tích thì là câu khẳng định, còn dấu ích là câu phủ định thôi. Câu số 1 rất là dễ, mời bạn Duy. Ở Green Park School, học sinh. Học sinh sao? Phải đi học đúng giờ. Phải nào? Điền từ gì nào? Have to nào? Điền sao? Điền vô. Duy. Điền đây cô. Điền. Điền từ have to hay don't have to? Don't have to. Have to cô. Have to. Bạn Bo, tự nhiên con bảo không cần phải đi học đúng giờ hả? Giỏi. Bạn Bo, câu 2. Không, bây giờ dấu x có nghĩa là dịch là không cần phải mặc đồng phục á. Cần cô. Không cần á, không cần là xài từ nào? Đánh dấu x là không cần rồi. Don't have a to. Don't have a to. Rồi câu 3, bạn Ngọc. Cần phải lịch sự với giáo viên. Phải lịch sự với giáo viên nào? Làm sao bạn Lộc? Vật tư. Hả? Vật tư cô. Have a to. Bạn Ngọc. Câu dưới. Không cần phải mua đồ ăn ở canteen. Không cần phải mua đồ ăn ở canteen. Don't have a to. Là gì? Don't have a to. Đúng rồi. Don't have a to. Rất dễ. Don't have a to. Xong. Ok. Xong bài số 29 trang 70. Bây giờ sang bài tiếp theo, bài số 5 các bạn sẽ...